Rồi, xin chào các bác. Thì chắc các bác nào mà mới biết đến LG ấy, thì có thể là chưa biết những cái cơ bản như thế này. Đây là một số cái lệnh mà để mà test máy và một số cái khái niệm cơ bản về LG nhé. Rồi, trước tiên ấy, thì là LG nó có cái việc mà mở sáng màn hình bằng hai lần chạm vào màn hình. Đấy, và tắt cũng bằng hai lần chạm. Thì cái này LG làm từ đầu luôn, làm đầu tiên, và là hiện tại thì LG vẫn là làm tốt nhất đó. Rồi thì các bác vào cái phần điện thoại này, các bác vào phần quay số này. Thì hồi xưa nó có cái lệnh là sao thăng 4 6 3 6 thăng sao, thì cái lệnh này bây giờ không dùng được nữa nhé, các bác đừng dùng cái lệnh này nữa, mà nó sẽ có cái lệnh là sao thăng 5 4 6 3 6 8 thăng sao, và các bác nhập cái mã máy các bác vào nhé. Ví dụ như cái mã con V35 đang dùng đây là mã là 350, thì các bác sẽ xem cái phần mã máy ở thông tin máy của các bác nhé, 350 thăng đó. Thì vào đây sẽ có bốn cái mục test này, thì các bác trước tiên là vào phần đầu tiên đi, driver test này, cứ vào phần đầu tiên đi. Rồi tiếp theo ấy, những cái phần vào được phần này rồi, các bác không quan tâm những cái phần khác mấy nhé, các bác quan tâm cái phần manual test này này, dòng thứ hai nhé. Đó, thì trong này ấy, nó có rất nhiều cái để cho các bác test, nhưng mà em chỉ test một số cái quan trọng thôi nhé. Ví dụ như từ đầu nhé, là test cái cây brake test này. Đó, thì các bác sẽ test được là thứ nhất là test được cái cảm biến tiếp cận này, đó, gần xa này, đó, gần này, đây nó này, gần này, xa này, gần này, xa này, gần này, xa này. Và các bác có thể là test được mấy cái nút bấm xem nó còn ok không nhé. Ví dụ up này, nút giảm âm lượng này, đó, và cái nút nguồn ở đằng sau này, đó, ấn nút nguồn đằng sau này thì nó sẽ cái em này sẽ nó sẽ có tác dụng này. Đấy, đấy, ấn nút nguồn đằng sau này, đó. Rồi ok, đấy là cái test được cái cảm biến tiệm cận này. Đó. Rồi các bác thoát nó ra. Tiếp theo là cái phần delay check này, thì cái phần này em sẽ test ở chỗ khác nhé, chỗ này nó không có tác dụng gì mấy. Và tiếp theo các bác có thể test được chuông này, đấy, chuông này, các bác test lo ngoài nhé. Rồi tiếp theo là rung này, đấy, các bác có thể nó rung này, nó đang rung ầm ầm này. Đó, đang rung đấy, rồi ok. Tiếp theo là test cái NFC này thì em thấy không cần thiết đâu, nó ít khi hỏng lắm mà cũng phải có thiết bị mới test được. Và tiếp theo là các bác sẽ test cái phần camera chính này, camera góc chính này, góc hẹp này, camera góc rộng này, thì các bác mở cái này lên, đó, nó sẽ hiển thị cho các bác camera góc góc rộng này, đây là góc hẹp này, đó, để cho này cho các bác biết. Tiếp theo nhé, đây nó sẽ chụp các thứ. Rồi ok, tiếp theo là các bác bên dưới này, nó là cái rộng này, đó, xem các bác xem nó có rộng thật hay không, đó, các bác test nhanh ở đây được. Rồi ok. Rồi tiếp theo ấy là một cái phần này cũng không quá quan trọng đâu, bắt đầu test cái thứ này không quan trọng. Tiếp theo cái phần quan trọng đó là cái phần test cái áp suất nhé, là cái dòng cuối cùng luôn. Đây này, cái barometer test này này. Rồi thì vào đây ấy, các bác sẽ test được cái áp suất. Thì nhiều bác không biết cách test áp suất là các bác cứ để thẳng cái mặt bàn như này này, các bác ấn xuống như này thì nó chả có tác dụng gì đâu. Cái máy của em này này thì nó mất áp suất rồi nên không nói nhé, chứ còn các bác đừng ấn như này, ấn như kiểu r ấy, nhẹ nhàng thế này sao mà nó nhảy được. Các bác phải cầm máy lên, các bác cầm máy lên và các bóp như này này, cầm một cái ngón tay cái này ở giữa cái màn hình trước này, và ngón tay giữa này ở giữa cái màn hình sau này, cầm bên này bóp bóp nó vào, bóp nó vào thì mới biết được cái dòng trên này nó có nhảy hay không. Hiện tại cái máy của em thì nó mất áp suất rồi thì không nói nhé, còn các bác muốn test ấy là phải bóp như này này, đó, bóp mạnh vào không sợ nó hỏng đâu. Rồi ok, cái này của em đang bị lỗi, em sẽ cho nó bỏ qua cái phần này. Thì em cũng có một cái clip để test áp suất ở bên dưới, các bác tìm lại nhé. Cái này thì nó không quan trọng đâu, và chờ tí xem nó hiện thị cái gì. Đấy, thì kể cả máy các bác có còn áp suất hay không nhé, kể cả máy còn luôn thì nó vẫn luôn hiển thị là full nhé,
không bao giờ hiển thị đẹp bát đâu. Chứ các bác nhiều khi bác thấy test mà các bác thấy là fill ấy, các bác tưởng là không không nó bị mất áp suất thì không phải đâu nhá. Thì còn áp suất thì nó vẫn hiển thị fill này thôi. Fill này để mà mình thoát ra thôi. Rồi ok. Đấy là cái phần một cái phần test ở chỗ này nhé. Vẫn đang ở cái lệnh đấy nhé. Thì có cái phần tiếp theo các bác tìm cái dòng thứ ba này, SCV menu này này. Đó, thì trong này nó sẽ có cái phần để các bác test khá là quan trọng. Thứ nhất là test pin này, battery test này. Đó. Thì các bác có thể biết được là số lần sạc này, pin tình trạng pin có tốt hay không này. Rồi, tiếp theo là cái phần khá là quan trọng, đó là cái phần test màn hình này, LCD test này. Đó. Thì các bác vào phần menu này. Đó, và các bác có thể chọn được rất nhiều cái màn hình màu khác nhau để các bác test. Rồi, đây ok. Thì các bác test được cái màn hình. Thì các cách test màn hình thế nào thì em cũng có một clip rồi để các bác xem lại nhé. Rồi, tiếp theo ấy. Ở trong này nó có một cái cũng khá là hay. Đây là cái MID info này này. Ấn vào này. Đó. Thì trong cái này các bác có thể ví dụ cái máy nào mà bị mất email ấy, ví dụ máy em đang mất email này này. Email nó bằng không ấy, thì các bác có thể viết lại cái email chỗ này. Đây này, edit đây này. Đấy. Thì hy vọng chứ không có nghĩa là cái này để mà thử thôi nhá. Thì cái này ấy, các bác có thể nếu máy bác bị mất email mà không có sóng ấy, thì các bác có thể viết cái email vào đây để mà các bác hy vọng may ra thì nó có sóng. Cái này là không quan trọng đâu nhá, đây chỉ là một phần để mà phụ thôi. Nó có thể hên xui được hay không thì em không biết, nhưng mà thường thường là không được đâu. Thì có nghĩa là có thể có hồi xưa em nhớ từ cái thời cái thời V20 thì nó có người làm được nhé, còn bây giờ thì không biết. Cái bây giờ cái này hên xui chứ không 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 phải là quá quan trọng cái này nữa nhé. Rồi rồi, nói chung là mấy cái này thì các bác tự mò nhé, tại vì nó quá là nhiều, nó rất là nhiều, mình không không thể có thời gian mà test hết được. Đó. Còn tiếp theo ấy là một cái lệnh nữa, là cái lệnh mà để mà chọn sóng 4G ấy. Là cái lệnh là 5 4 5 7 thăng sao, và cũng nhập mã máy của các bác vào nhé, 3 5 0 thăng. Đó. Thì trong phần này các bác chỉ quan tâm cái phần mà RAT mode này thôi. Đấy, thì các bác chọn ở đây thì các bác có thể chọn được là tự động này, 4G tự động, hoặc là chỉ có 4G không này, các thứ đấy, chỉ có 2G không là chỉ có 3G. Hay trong này phần này nó có cái đấy cũng khá là hay. Rồi. Rồi, đấy là một số cái lệnh ở trên cái phần điện thoại nhé. Còn có một số cái khái niệm cơ bản, đó là máy máy có OTA được không. Thì cái máy OTA có nghĩa là cái máy mà có thể là cập nhật được trực tiếp ở trên cái điện thoại này. Thì các bác vào cái phần này. Tiếp theo các bác vào cái chỗ trung tâm cập nhật này này. Đấy. Và các bác tiếp theo tới là các bác cập nhật phần mềm này. Đấy, thì các bác kiểm tra nó xem thì nó có phần mềm mới. Nếu như các bác thường thường là máy Hàn đấy nhá, còn máy Mỹ thì dùng cái OTA này không được đâu. Thường thường chỉ là cái máy Hàn mới có thôi. Máy Hàn thì các bác là cập nhật cái này được nhá. Thì khi nào có bản mới thì nó tự động sẽ có ở đây. Đấy, tự động sẽ có ở đây. Thường thường là bản Hàn nhé, bản Mỹ thường thường nó không có. Cái điểm hạn chế của bản Mỹ là thường thường không có OTA ở trên máy trực tiếp như này, mà về bản Hàn mới có. Đấy, thì các bác vào đây kiểm tra cập nhật thứ. Còn nếu như bác kiểm tra cập nhật mà không có cái vẫn không có phiên bản mới nhưng mà anh em khác có rồi ấy, thì các bác nên dùng cái phần mềm này. Đây là cái phần mềm mà phải dùng máy tính nữa nhé. Đây là cái phần mềm, cho em tí, nó sẽ hơi lót hơi lâu. Thì cái phần này em cũng làm một cái clip rồi, các bác có thể xem chi tiết nó ở đây. Thì đó là cái phần mềm này. Phần mềm này. Đấy, cái phần mềm này, LG Bridge này nhá. Thì khi mà các bác không có OTA ấy, các bác dùng máy Hàn mà không có cái OTA ở đằng trước ấy, thì các bác có thể dùng cái phần mềm này để kiểm tra xem là nó có cái cập nhật không. Thì các em cũng có clip hướng dẫn nhé, các bác tìm lại nhé. Rồi, tiếp theo ấy, là một cái phần mềm nữa, là cái phần mềm mà để KDZ. Thì đây, em sẽ có cái phần mềm để KDZ rồi nè. Thì cái phần mềm KDZ này ấy, em cũng có clip rồi nhé. Nó dùng cho tất cả các mọi bản nhé, kể cả bản Hàn hay bản Mỹ đều có hết. Và cái này là dùng theo kiểu là các bác tải một cái file KDZ về và các bác dùng cái phần mềm các bác upload lên ấy. Nhưng mà các bác khi mà các bác dùng cái này ấy, các bác cũng phải tìm hiểu về nó trước rồi hãng làm nhé. Cái này nó cũng khá là nguy hiểm. Rồi ok. Còn tiếp theo ở trong máy ấy, nó sẽ có một số cái này chắc cũng nhiều anh em mới biết, nhưng mà cái này cũng khá là quan trọng này, khá là hay này. Thì các bác vào phần cái giới thiệu điện thoại này này. Đấy, vào cái phần thông tin phần mềm này này. Rồi, tiếp theo là các bác ở cái phần tạo số này này, các bác nhấn 7 lần vào 1 2 3 4 5 6 7
thì cái câu em đã nhấn 7 lần rồi thì nó sẽ có rồi. Thì các bác nếu mà chưa có, nó sẽ các bạn ấn 7 lần ấy, thì nó sẽ ra được cho các bác là các tùy chọn của nhà phát triển này nhá. Cái này khá hay khi các bác vọc vọc vạch cái ROM cái thứ là có phải có phải bật được cái này lên nhé. Thì trong cái này các bác phải bật được cái đây này, bật được cái gỡ lỗi này này. Đấy. Khi mà các bác dùng ROM, các bác dùng các lệnh ADB rồi các thứ, các bác phải bật được cái gỡ lỗi này lên thì các bác mới sử dụng được những cái lệnh như vậy, up ROM hoặc là dùng các lệnh ADB ấy. Và tiếp theo có một bên dưới của nó ấy, nó có một cái khá là hay mà chắc cũng anh em cũng đã biết rồi. Đây, có là cái tỷ lệ hình đây này, cái tỷ lệ hình ảnh động Windows này, tỷ lệ hình ảnh động được truyền này, tỷ lệ thời gian hoạt họa này. Đây, ba cái này ấy, thì các bác hồi mặc định của nó sẽ là một một x này. Đấy, thì các bác chuyển hết về 0.5x đi. Các bác chuyển hết ba cái này về 0.5x thì nó sẽ tạo cho các bác được cái hiệu ứng là cảm giác là máy nó mượt hơn, vuốt nó ngon hơn. Đấy, vuốt nó khá là ngon. Đấy. Thì cứ để 1x nó sẽ chậm hơn. Cảm giác cái vuốt nó sẽ thấy nó chậm hơn, còn để 0.5 nó sẽ nhanh hơn. Rồi, tiếp theo nữa ấy, là cái việc các bác muốn chụp ảnh màn hình ấy, thì LG nó có hai cách nhé. Thứ nhất là dùng nút cứng thì các bác ấn giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng nhé, ấn giữ nút nguồn nút giảm âm lượng này, đó thì nó sẽ chụp ảnh màn hình cho các bác. Và cách thứ hai nữa ấy, cách thứ hai nữa ấy, là các bác có thể kéo cái màn hình này xuống và nó sẽ có cái để chụp màn hình này, đấy nó sẽ có cái chụp màn hình này. Nhưng mà để có được cái này thì các bác phải cài cài được cái app này, cũng vào phần trung tâm cập nhật này, cập nhật ứng dụng này, các bác chờ tí. Để có được cái chụp ảnh màn hình đấy, các bác phải cài được cái đây này, cái Quick Memo cuối cùng đây này. Đó, các bác phải cài được cái phần mềm Quick Memo này nhé. Các bác vào đấy để cài. Có thể các bác chưa nhớ nhưng mà các bác nhìn lại nhé. Các bác cũng vào trung tâm cập nhật này, cập nhật ứng dụng này. Và các bác ở dưới cùng này nó có cái phần mềm Quick Memo ấy, các bác phải cài phần mềm này thì nó mới, khi mà các bác vuốt xuống đây này, nó mới có cái nút chụp màn hình nhé. Rồi, tiếp theo ấy là khi mà máy của các bác bị đơ hoặc là bị vấn đề gì đấy, các bác mà không không thể khôi phục được cái đó gốc ấy, thì các bác có thể là khôi phục cái đó gốc bằng cách là nhấn, ví dụ máy các bác đã đơ nhé, máy em không đơ thì không nói nhé, cái máy các bác đơ các bác ấn giữ cứ giữ im cái nút nguồn và nút giảm âm lượng ấn trong vòng lâu à, và cứ em ấn này. Bây giờ thì nó đang là chụp ảnh màn hình, nhưng mà ví dụ như đây, ví dụ em tắt màn hình đi nhé, tắt tắt nguồn đi nhé. Đấy, em tắt nguồn đi này. Ví dụ như máy các bạn đang đơ cũng thế, cũng coi như là đang tắt nguồn. Ví dụ em đang tắt nguồn đây, tắt xong rồi nhé. Đấy, em sẽ ấn giữ im nhé, giữ im cái nút nguồn này và nút giảm âm lượng, ấn giữ im, ấn bây giờ nó lên logo rồi thôi. Khi mà nó lên logo ấy, thì các bác nhả nút nguồn ra và ấn lại luôn nhá, ok. Em ấn ra đây đúng nguồn này này, đây logo này, hãy ấn lại đúng nguồn luôn. Đấy, thì nó sẽ ra cái phần này cho các bác. Khi mà các bác chọn yes này, chọn các bác chọn thì di chuyển bằng cái phím tăng giảm âm lượng nhé. Các bác chọn yes ấy, thì yes một lần này, đấy, yes phát nữa xác nhận này, thì nó sẽ xóa toàn bộ các máy của các bác nhé. Có nghĩa là như kiểu các bác khôi phục được cái đặt gốc luôn ấy. Đấy, cái máy này em thì em không làm nhé, tại vì em máy còn rất nhiều dữ liệu. Đấy, thì em reset nó. Rồi, chờ nó khởi động lại. Và tiếp theo một cái nữa ấy, khi mà các bác vọc ROM ấy, các bác muốn vào chế độ download mode ấy, thì các bác tắt nguồn đi nhé. Các bác tắt nguồn, các bác giữ cái nút giảm âm lượng và các bác cắm cáp vào máy tính thì nó sẽ đưa về cho các bác ở cái chế độ download mode nhé. Còn ví dụ ở cái chế độ mà phát boot ấy, thì các bác lại ấn giữ nút tăng âm lượng nhé, và các bác cắm cáp vào thì nó cũng về cái chế độ phát boot cho các bác nhé. Rồi, ok, đấy là mấy cái khái niệm cơ bản về về LG thôi. Chắc nhiều bác cũng biết rồi, thì các bác nào mà chưa biết thì có thể là tham khảo nhé. Rồi, ok, chào các bác, hy vọng các bác giúp ích được cho các bác.